Di động Mango, số 1 về bảo hành. Nay đến cửa hàng thì anh lựa chọn iPhone 6S Plus. Thì thứ nhất là cũng qua thời gian ở cửa hàng, thời gian rất ngắn, nhưng mà được các bạn cửa hàng tư vấn cho sản phẩm rất là tốt, thì anh cũng rất là ưng ý. Thứ nhất là cũng đã lựa chọn được những sản phẩm để cho mình dùng. Thì trước hết thì anh cũng có qua tìm hiểu, nhưng mà hôm nay là cũng có bạn trực tiếp, thứ nhất là hai anh em đi, thứ nhất là bạn anh cũng đã sử dụng dịch vụ bên mình, thì qua đó thì anh đến cửa hàng là anh cũng rất là tin tưởng đến thái độ phục vụ của cửa hàng và cũng tin tưởng về cái chất lượng của cửa hàng. Anh băn khoăn nhất thì nhất là về cái chất lượng sản phẩm, thì cái mình dùng cái điện thoại thì thứ nhất là mình cũng không biết thế nào, nhưng mà qua lựa chọn cái sản phẩm bên cửa hàng mình thì anh cũng tin tưởng là cái chất lượng là tốt nhất. Thực ra là trong quá trình dùng thì cũng không ai mong muốn là phải bảo hành, nhưng mà cửa hàng có cái chế độ như thế thì anh cũng rất là thứ nhất là tin tưởng thêm, thứ nhất là cái dịch vụ của cửa hàng.